Xin chào tất cả các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Nhân An. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em cách làm bài cũng như là giới hạn lại những cái kiến thức học của các em từ unit 9 cho đến unit 11 để tuần sau các em có thể làm bài kiểm tra giữa học kỳ 2 tốt hơn nhé. Thì phần 1 La Mã của chúng ta sẽ là choose the one work who's in a live park in Donald's differently from those of the or the works. Thì phần này là người ta yêu cầu các bạn chọn một từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần của các từ còn lại. Phần này tác giả sẽ cho mình hai câu, mỗi câu không 25 ha. Có thể là cho các bạn sẽ chọn âm đuôi là số nhiều S hoặc là ES, hoặc âm đuôi là ED, hoặc là nguyên âm, hoặc là phụ âm. Như vậy tùy ha các bạn ha. Như vậy các bạn sẽ chọn một từ khác với các từ còn lại là mình sẽ chọn các bạn ha. Rồi, phần này mình cũng đã làm nhiều rồi. Rồi, tiếp theo là phần 2 La Mã. Choose the one word whose main dress pattern is not the same as that of the others. Phần này cũng là hai câu, 0,5 điểm, mỗi câu 0,25. Thì ở đây nó cũng như phần học kỳ 1 vừa rồi là phần chọn một từ có mẫu trọng âm chính, không giống với các từ khác. Như vậy ở phần này các em sẽ đọc, các em sẽ coi nó nhấn âm thứ mấy. Nếu ba từ đều âm nhấn âm đầu tiên và từ còn lại nhấn âm 2 thì mình sẽ chọn cái từ nhấn âm 2. Do you understand? Các bạn hiểu không nào? Rồi, như vậy nói tóm lại, các bạn đọc đúng thì các bạn sẽ chọn đúng ha. Phần này là phần nhấn âm. Right. Rồi, tiếp theo là phần 3 La Mã. Choose the one word or phrase A, B, C or D. That best fits the space in its sentence. Phần này 2 điểm rưỡi nha các bạn và tới có 10 câu. Phần này phần trắc nghiệm như mình đã làm rất là nhiều. Thì phần trắc nghiệm này thì nội dung trải dài từ bài 9 cho tới bài 11 các bạn ha. Rồi. Phần 4 La Mã. Look at the sign. Choose the best answer A, B, C or D for each sign. Phần này 2 câu, mỗi câu 0,25. Như vậy mình sẽ có là 0,5 điểm. Rồi. Phần này người ta yêu cầu mình làm gì nè? Phần này người ta yêu cầu mình là nhìn cái biển báo và chọn cái câu trả lời đúng cho mọi cái biển báo ha. Rồi, như vậy là các bạn sẽ coi biển báo nó nói lên điều gì thì các bạn sẽ chọn cái câu đúng với cái nghĩa của cái biển báo đó các bạn ha. Rồi. Tiếp theo là 5 La Mã. Read the following pages. Decide if the statement are true or false and choose the correct answer A, B, C or D for the question. Phần này mình sẽ có 4 câu, mỗi câu cũng 0,25. Như vậy mình sẽ có 1 điểm. Đọc đoạn văn sau và hãy quyết định xem câu nào là đúng hoặc là sai. Và vật phần thứ hai, như vậy câu này là mình sẽ có 2 phần true false. Và phần thứ hai là choose the correct answer for the question A, B, C or D. Như vậy phần số 2 của cái phần 5 La Mã này là phần chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi. Được chưa các bạn ha? Rồi. Tiếp tục mình sẽ qua phần 6 La Mã. Phần 6 La Mã, choose the one word place given in the box that fits its blank space in the following passage. The words of passive are giving more than needed. Phần này là người ta yêu cầu các bạn chọn một từ hoặc một cụm từ cho sẵn trong cái khung phù hợp nhất với mỗi từ, cụm từ, chỗ trống trong đoạn văn sau. Các từ hoặc cụm từ được đưa ra nhiều hơn mức cần thiết. Như vậy các bạn lưu ý, mình chọn 6 câu, 6 từ, nhưng người ta sẽ cho mình nhiều hơn 6 cái từ đó. Như vậy mình phải cẩn thận ha, mình phải cẩn thận chọn cho chính xác, chứ không như những lần trước cho 6 câu điền vào 6 chỗ. Kỳ này người ta sẽ cho mình ví dụ như 8 câu hoặc là 10 câu
8 từ hoặc là 10 từ để mình chọn vào 6 cái chỗ trống. Được chưa các bạn ha? Như vậy cái độ khó và cái sự lựa chọn mình phải cần chính xác và cẩn thận nha các bạn. Tiếp theo là phần 7 La Mã. Use the correct form of the word given in each sentence. Phần này người ta yêu cầu các bạn sử dụng dạng đúng của từ cho sẵn trong mỗi câu. Đây là phần word form và những từ word form giới hạn từ bài 9 cho tới bài 11 thì cô cũng đã giới hạn và ghi trên lớp cho các bạn rồi. Như vậy những bạn nào mà không có đi học, nghỉ ở nhà thì các bạn nhớ báo với bạn lớp trưởng hoặc là bạn lớp phó học tập để chụp hình gửi cho mình ghi lại để mình học bài nhé. Rồi, tiếp theo là phần 8 La Mã. Rearrange the group of words in the correct order to make complete sentences. Như vậy phần này là phần sắp xếp lại các nhóm từ hoặc là từ theo thứ tự đúng để tạo thành các câu hoàn chỉnh. Như vậy dạng này là thầy cô sẽ cho một câu hoàn chỉnh nhưng thứ tự sẽ bị đảo lộn đi. Công việc của các bạn là sẽ sắp xếp lại. Và lưu ý một điều là lúc này đây cái câu đề của mình sẽ không có chỗ vị trí nào là viết hoa ha, tất cả đều là viết thường, cho nên các bạn phải cẩn thận. Nếu cụm từ nào được đưa ra đầu để viết hoa, được đưa ra đầu thì mình phải viết hoa cái cụm từ đó. Các bạn lưu ý phần này nha. Rồi tiếp tục là phần 9 La Mã. Rewrite each of the following sentences in other ways so that it means almost the same as the sentence printed before it. Như vậy ở đây người ta yêu cầu các bạn viết lại mỗi câu sau theo một cách khác sao cho nó có nghĩa. Có nghĩa sao? Đóng ngoặc mở ngoặc là almost là gần giống ha, như câu in trước đó, như câu mà người ta in sẵn trước đó. Rồi, như vậy phần này thì cô cũng có cho các bạn làm một số cái bài tập trên lớp rồi ha. Nhưng mà bây giờ cô sẽ nhắc lại cho các bạn để các bạn nắm cho vững hơn ha. Rồi, như vậy cái dạng viết lại câu thì cô sẽ giới hạn lại. Mình sẽ có hai câu ở dạng bị động, passive voice, hay thể bị động. Mình sẽ có hai câu, được chưa? Như vậy cái công thức chung của câu thể bị động passive voice là từ một câu chủ động subject cộng verb cộng object. Mình sẽ chuyển sang câu bị động passive ha. Như vậy object ở câu active là câu chủ động sẽ chuyển xuống làm subject của câu bị động. Sau đó động từ, hai cái động từ verb á, màu xanh á, là mình sẽ chuyển nó về dạng be cộng với verb be hoặc là verb ed. Và subject ở đây, cô dùng là subject ở câu chủ động sẽ chuyển xuống làm object của câu bị động. Và lưu ý là mình trước cái object này mình phải có chữ by. Và cô đóng ngoặc mở ngoặc ở đây có nghĩa là tùy câu, có câu mình cần sử dụng lại cái object này, còn tùy câu mình sẽ không dùng, mình bỏ luôn ha các bạn ha. Cho nên là mình cô ở đây cô đóng ngoặc mở ngoặc có thể có hoặc là không có. Như vậy chút xíu cô sẽ ví dụ cho các bạn xem sau ha. Và thêm một cái ý chú nữa, cái động từ của cô ở đây là ved hoặc là verb3 đó, đó là cái cột past participle đó các bạn ha. Và một cái lưu ý nữa, be của cô ở đây á là nhớ chia cùng thì với động từ chính của động từ của câu chủ động. Như vậy câu chủ động của mình ở thì gì thì cái be của mình sẽ chia theo cái thì đó. Các bạn lưu ý giùm cho cô phần này ha. Rồi ở đây cô sẽ có một cái ví dụ nhỏ. Như vậy ở đây mình sẽ đối với các bạn thì cô cũng giới hạn luôn là mình sẽ làm thể bị động của present là hiện tại và tương lai là future ha các bạn ha, cho các bạn dễ nắm. Rồi bây giờ cô sẽ có ví dụ thứ nhất ha. Ví dụ nè, cô cho một câu chủ động nè. The interviewer will ask you a lot of questions. Cái người phỏng vấn á ha, người ta sẽ hỏi bạn nhiều câu hỏi. Như vậy ở đây cô in đậm will ask, tức là sẽ dùng câu chủ động của mình sẽ dùng là dạng tương lai, đúng không các bạn?
Như vậy câu bị động của mình cũng phải tương ứng với nó. Như vậy ở đây, khi mà object là chữ you được đưa ra đầu làm chủ từ là you, được đưa ra đầu. Sau đó các bạn sẽ chia be cùng thì với động từ của câu chủ động là be. Như vậy will là phải thêm be, will be. Và khi đó động từ ask mình sẽ dùng thêm ed vào. Vì sao? Động từ ask là động từ có quy tắc cho nên mình chỉ cần thêm ed vào. Như vậy cô sẽ có câu you will be asked a lot of questions. Cô viết hết a lot of questions. Sau đó cô quay lại, cô sẽ dùng là by. By gì? By the interviewer. Subject ở câu chủ động cô sẽ đem xuống làm object của câu bị động. Vì ở đây mình không thể nào bỏ cái object này được. Vì nếu bỏ thì cái nghĩa mình sẽ không có giống với cái nghĩa đầu, cái nghĩa ban đầu các bạn ha. Rồi, ví dụ thứ hai, cô có một câu. They take their children to the zoo today. Họ dẫn những đứa trẻ của họ đi sở thú ngày hôm nay. Như vậy ở đây cô tô cái màu đỏ ở chữ take là cái câu chủ động của mình dùng thì hiện tại. Thì khi dùng thì hiện tại thì mình cũng chia động từ của be á thì cùng thì với câu chủ động thì chia như thế nào đây nè. Như vậy cô sẽ đem their children object của câu chủ động cô sẽ đem ra đầu làm subject của câu bị động. Sau đó tiếp tục ở đây là câu hiện tại. Như vậy cô bị động của hiện tại sẽ có công thức là am is cộng verb 3 hoặc verb ed. Như vậy ở đây children là số nhiều cho nên cô dùng are. Sau đó take là động từ bất quy tắc irregular verb cho nên cô phải chuyển nó về cột 3, take took taken. Các bạn ha. Rồi cô viết tiếp to the zoo today. Tại sao ở đây cô không dùng by them? Cô không cần. Như vậy đối với những một số cái chủ từ là cô bỏ luôn by object. Và ở trên lớp cô cũng đã nói và cô cũng lưu ý, cô cũng có ghi liệt kê ra những chủ từ nào mà mình không cần by object thì các bạn sẽ coi lại cái phần đó giùm cô nhé. Rồi. Tiếp tục dạng câu tiếp theo, đó là dạng ed hoặc là in participle, có nghĩa là past participle hoặc là present participle. Là hiện tại phân từ hoặc là quá khứ phân từ các bạn ha. Ed là quá khứ, in là hiện tại, quá khứ phân từ hoặc là hiện tại phân từ. Như vậy dạng này là cô đã có một cái video clip khá là rõ ở cái bài Language Focus ở bài 11. Cô cũng có yêu cầu các bạn mở ra coi rồi đó, rất là kỹ, rất là rõ. Như vậy ở đây bây giờ cô sẽ cho ví dụ cho các bạn làm. Cô đã nói rồi, nếu là giải thích mang tính chủ động thì mình sẽ dùng là verb in, còn mang tính bị động thì mình sẽ dùng là verb ed các bạn ha. Rồi cô cho một câu. The boy is bad. Chấm cái. He's playing soccer in the yard. Như vậy ở đây câu đề của mình sẽ là hai câu. Như vậy cái công việc của mình sẽ là ghép lại, rút gọn lại hai câu thành một câu. Như vậy ở đây cô sẽ có một câu rút gọn như thế này. The boy, cô giữ lại. Và ở đây đề người ta cũng ghi sẵn cho các bạn chữ the boy thôi. Các bạn yên tâm. Rồi lúc này đây các bạn chỉ cần the boy, các bạn tự đặt câu hỏi cho mình. The boy nào? Cái the boy, cái người con trai mà đang chơi đá banh ở trong sân á. Như vậy ở đây mình sẽ lấy từ cái khúc verb in. Như vậy là playing soccer in the yard, mình đặt kế bên the boy luôn để nó giải thích cho cái danh từ này. The boy nào? The boy đang chơi đá banh trong sân. Sau đó mình sẽ quay lên mình lấy động từ. The boy đang chơi trong sân là ba, is ba. Như vậy cô sẽ có một câu. The boy playing soccer in the yard is ba. Do you understand? Rất là dễ ha, nếu mà mình nắm chắc được cái cách làm. Rồi cô có một ví dụ thứ hai. These bicycles are very good. Chấm. They are made in Japan. Cũng là hai câu. Những cái chiếc xe đạp này rất là tốt,
chúng được làm từ Nhật ha, chúng được làm ở Nhật. Như vậy ở đây cô sẽ có câu this bicycle. Như vậy mình cũng đặt câu hỏi this bicycle, những chiếc xe đạp nào? Những chiếc xe đạp được làm ở Nhật. Như vậy ở đây con thấy là nó được làm ở Nhật, như vậy nó mang nghĩa bị động ha. Như vậy mình sẽ dùng chữ made in Japan đứng kế bên danh từ đó để giải thích cho danh từ đó. Sau đó mình sẽ quay lên mình lấy động từ are very good nói vào. Như vậy cô sẽ có câu these bicycle made in Japan are very good. Rất là dễ ha. Như vậy lưu ý giùm cô một điều thôi, đó là giải thích cho danh từ mang tính chủ động mình sẽ dùng verb in, mang tính bị động mình sẽ dùng verb be hoặc là verb ed. Lưu ý giùm cho cô, mình đứng sát vào luôn để mình giải thích cho danh từ đó, danh từ đứng trước đó, right? Rồi đó là thêm một câu nữa, một dạng nữa ha, là được ba câu, hai câu bị động, một câu present participle hoặc là past participle, là ba câu rồi. Bây giờ còn câu cuối là dạng request, nhớ không nào? Dạng request này là dạng yêu cầu, yêu cầu với cái gì nè? Rồi cô ghi lại công thức. Thứ nhất là do you mind hoặc là would you mind cộng verb in. Thứ hai là would you mind if I cộng verb ed hoặc là verb have, hoặc là do you mind if I cộng verb không. Như vậy cô tách ra câu đầu tiên would you mind, do you mind cộng verb in nó có nghĩa là gì, khi nào thì mình dùng nó, khi nào con, khi yêu cầu ai đó có phiền làm cái việc gì đó giúp mình không, yêu cầu ai có phiền làm việc gì đó giúp mình không nha. Còn hai câu bên dưới nó là mang nghĩa khác. Hai câu này thì nó lại có nghĩa là xin phép mình được làm một cái việc gì đó được hay không, được chưa ha. Đó, nó hoàn toàn khác nhau. Một câu là yêu cầu ai làm việc gì đó cho mình dùng verb in, còn dạng thứ hai là dạng xin phép mình được làm việc gì đó, được chưa. Rồi với dạng này thì cái dạng bài tập nó là dạng như thế nào đấy? Cô cũng đã giải thích trên lớp rồi. Nếu mình đọc lên một cái câu mình thấy là câu này mang nghĩa là yêu cầu ai đó làm, thì mình sẽ chuyển về công thức would you mind, do you mind cộng verb in. Còn nếu mình đọc lên câu đó mình thấy nó mang cái nghĩa là mình muốn làm cái gì đó giúp cho ai, hoặc là mình xin phép làm cái gì đó, thì mình sẽ chuyển qua dạng would you mind if I. Nếu would you mind if I thì cộng verb ed hoặc là verb have. Còn nếu do you mind if I thì mình chỉ cần cộng verb nguyên mẫu thôi. Rồi cô sẽ cho ví dụ các bạn. Rồi, ví dụ nè. Ví dụ thứ nhất. Will you pick me up at my house? Như vậy, khi đọc lên thì các bạn thấy bạn sẽ đón tôi ở nhà được không? Như vậy ai? Mình nhờ người ta đón đúng không? Như vậy mình nhờ người ta đón thì mình sẽ dùng công thức nào? Do you mind? Would you mind? Cộng verb in. Như vậy việc đơn giản, mình chỉ cần chuyển cái chữ pick thành picking là xong. Còn bao nhiêu các bạn viết lại ha. Do you mind picking me at do you mind picking me up at my house? Rẻ thứ hai nè, ví dụ nè, may I sit down, tôi có thể ngồi không? Như vậy ai làm? Mình xin phép đúng không? Mình xin phép mình làm. Như vậy ở đây tác giả sẽ cho mình, nếu tác giả cho mình là do you mind thì mình sẽ thêm chữ if I và mình đem động từ sit down xuống là xong. Do you mind if I sit down? Còn nếu tác giả cho mình would you mind thì mình sẽ thêm if I, nhưng mình phải làm một động tác chuyển chữ sit thành chữ sat ha. Would you mind if I sat down? Right? Do you understand? Rồi, như vậy các bạn hãy cố gắng. Nếu ai đã nắm rồi thì rất là tốt. Còn ai mà chưa nắm cách làm, cách chuyển câu của những cái câu viết lại câu này thì các bạn hãy mở video xem đi xem lại lời của cô giảng nhé. Rồi, chúc các bạn làm bài thật tốt trong kỳ thi giữa kỳ này nhé. Thân ái chào tạm biệt các bạn.